mình sẽ làm cái phần quyền ngược này. Thì quyền ngược ấy thì nó bây giờ nhá, mình sẽ viết cái này này. Thứ nhất, thuật toán truyền thẳng. Truyền thẳng nhá là cái thằng gốc đúng không? Nó sinh ra cái thằng gradient sen bởi vì GD là truyền thẳng, nhưng mà nó GD là có thêm một cái là có gì, có công thức để cập nhật trọng số đó, cập nhật trọng số. Còn cái thằng truyền ngược này này, nó sinh ra từ hai cái thằng này luôn, hai cái thằng này nó sinh ra thằng truyền ngược đấy, thấy nó liên kết với nhau chưa? Tức là như này nhá, thằng truyền ngược bản chất của nó là gì? Tức là nó sẽ truyền thẳng này, nó sẽ truyền thẳng và sau đấy nó sẽ lan truyền ngược lại, và trong cái quá trình lan truyền ngược lại này này, nó sẽ dùng công thức của gradient sen, nó sẽ dùng công thức của gradient sen để mình cập nhật trọng số, hiểu không? Đấy, nó sẽ lan truyền ngược lại để cập nhật trọng số, được chưa? Đấy, nó sẽ lan truyền ngược lại để cập nhật trọng số. Thì đây mình chỉ cần nhớ công thức của gradient sen thì mình sẽ hiểu được cái thằng truyền ngược, công thức của truyền ngược sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ bài toán của mình là huấn luyện cái mô hình 121 này. Đây là mô hình 121 nhé, đây này 121, mình nói qua cái bài bài này luôn. 121 thì lớp thứ nhất có 3 đầu vào, một neuron, 3 đầu vào này, 1 2 3, một neuron này. Đây, lớp thứ nhất có phải là 3 đầu vào một neuron không? 121 tức là có hai lớp ẩn. Đấy, hai lớp ẩn. Thì ở lớp ẩn thứ nhất mình có thể cho nó là hai neuron hoặc là ba neuron hoặc là nhiều hơn. Nhưng mà để đơn giản thì mình cứ cho là một neuron đi. Và lớp ẩn thứ hai mình cũng cho là một neuron đi. Và lớp đầu ra, đấy, một 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 lớp đầu ra thì mình cũng cho là một neuron đi. Đấy, cho nó đơn giản vậy. Đấy, thì ở đây sẽ có một đầu ra. Đấy, đây là mô hình 121. Và bởi vì là một neuron thì nó sẽ có đầu vào và đầu ra đúng không? Đấy, thì ở từng cái lớp này nó sẽ có một cái đầu ra A11 này, A12 này, A13 này, và cuối cùng mình sẽ tính được cái thằng đầu ra cuối cùng là Y. Đấy. Thì truyền thẳng. Đấy, bây giờ bước lên mình làm lan truyền ngược ấy, thì bước đầu tiên là mình phải tính lan truyền thẳng là tính như này. Đó, mình sẽ tính cái thằng này. Muốn tính được thằng này thì đầu tiên này, truyền thẳng này. Bước đầu tiên mình sẽ khởi tạo thằng V kép và B. Còn cái thằng đầu vào này mình cũng tự cho luôn. Thằng đầu vào này mình cũng tự cho luôn. Thì ở đây nhá, mình sẽ lấy cái thằng cái bài mình sẽ lấy cái bài truyền thẳng của cái bài lúc sáng luôn. Mình sẽ lấy kết quả của nó luôn. Đấy, thì giả sử là gì, mình muốn là gì, mình muốn là cái thằng mô hình này nó học được cái bảng trạng thái của cái cổng O. Tức là bây giờ ví dụ có 3 đầu vào 0 1 1 thì đầu ra Y ở đây, đầu ra Y ở đây nó sẽ phải bằng 1. Cổng O mà thì chỉ cần một cái phần tử ở một thôi thì y nó sẽ bằng một đó. Thì target ở đây thằng t đây này, cái hàm gradient sen đâu sao mình không ghi à? T sao mình không hiểu à, xem lại video có phần vẽ cái này. Bây giờ mình vẽ lại. Đây. Không hiểu ở chỗ nào thì phải nói luôn nhé.
Không, tôi không biết đâu. Rồi. Thì bây giờ nhá, mình giả sử là mình muốn huấn luyện cái cổng con, thì giả sử đầu ra đầu vào của nó là không một một vì mô hình này cái lớp thứ nhất nó có ba đầu vào là P1 này, P2 và P3, và giá trị là 011. Thì y đầu ra mong muốn của mình tức là thằng target đấy, target mình ký vào bằng T đi, bằng cái ký tự đầu tiên đi, phải là bằng một, được chưa? Phải là một. Nhưng mà trong khi mình tính truyền thẳng thế này, mình tính cái thằng truyền thẳng này đấy, làm sao để viết được ma trận là 1 x 3 hay là cái gì thì mình xem lại video trước nhé, xem lại nhé. Thì ở đây này, cái kép mình khởi bởi vì nó có ba đầu vào thì nó sẽ có ba vế kép đúng không? Bây giờ mà để nói lại, để nói luôn phần mới thì hơi khó với kiểu hơi khó với người là sao ấy. Nên là từ khó ai mới vào thì mình xem lại ấy nhé, bởi vì giờ nói lại thì nó cũng hơi lâu ấy. Mình cứ biết là ở trong cái kép này tí về mình xem sao không chưa. Đó, qua cái thuật toán truyền thẳng này mình sẽ tính được cái thằng, mình sẽ tính được thằng y đầu ra đây đấy, mình sẽ tính được thằng y này, thực tế của nó bằng 0,45, thực tế của nó bằng 0,45, tức là nó chưa gần bằng một, tức là nó không như mong muốn của mình đấy. Mình tính được thằng y, mình tính thằng actual, gọi là actual, ký ở actual thực tế, bằng y 0,45 đó, 0,45 thì bây giờ mình phải thay đổi những cái trọng số ở từng cái lớp. Ví dụ trọng số ở lớp thứ nhất có W11, W12, W11 này, đây là W21 và đây là W31. Lúc sáng chưa nói là nếu có hai neuron thì sẽ ký hiệu như nào đúng không nhỉ? Thì nó nói nhé. Rồi. Thì nó giải thích về ký hiệu này luôn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi, mình cập nhật những cái trọng số này, cập nhật những trọng số này để cái thằng y này này nó sẽ tiến đến gần bằng target là bằng một, thì lúc đấy gọi là thành công, được chưa? Rồi thì truyền thẳng đấy, lan truyền ngược thì bước đầu tiên mình phải tính truyền thẳng là tính như này đó, tính thằng A11 của lớp thứ nhất này, A12 của lớp thứ hai này, A13 của lớp thứ ba này, và cuối cùng tính được thằng y đầu ra này. Đấy, tính được thằng y đầu ra. Chưa? Khi mà tính được thằng y đầu ra rồi, tính được y đầu ra rồi thì nó sẽ có một cái hàm gọi là hàm lỗi. Đấy, sẽ có một cái hàm lỗi công thức của nó là e bằng 1/2 nhân cho a trừ t tất cả bình. Đấy, a gì, a là actual của mình ấy, a cái thằng này này, đấy actual này này, đấy đây là thằng a và t là đây, đấy t là đây, a t thì 1/2 e bằng 1/2 a trừ t cũng như t trừ a nhé, e bằng 1/2 t trừ a tất cả bình bằng 1/2. Nhưng mà nhớ là mình biết là công thức này nhé, ngược lại nhé, mình có công thức nghe đừng có ghi công thức này, bởi vì tí nó tính đạo hàm nó liên quan đến cái dấu này, đây đây 1/2 t trừ a tất cả bình bằng này này. Đấy, thì cái hàm lỗi ở đây thì khi mà mình cập nhật đấy, thằng e này nó sẽ giảm xuống, e này nó giảm xuống và y nó sẽ tiến đến cái thằng y, nó sẽ tiến đến cái thằng gì, thằng target này. Đấy, nó sẽ tiến đến gần vòng một, tí nữa mình xem nhé. Rồi thì lan truyền ngược này, bước đầu tiên mình ghi ở đây luôn, thuật toán truyền ngược thì bước một là truyền thẳng, cứ truyền thẳng đã là có điểm. Đấy, truyền thẳng. Rồi. Truyền thẳng.
Bước thứ hai thì nó hơi hơi ấn chút, chỉ có ngay nhá. Bước thứ hai này, bước thứ hai là sẽ có một công thức, mình nhớ công thức luôn nhá, không không phải chứng minh nữa đâu, chứng minh nó hơi lằng nhằng đấy. Công thức lúc sáng là chứng minh rồi đấy. Công thức của gradient đi xe là gì nhỉ, có phải là thằng này không? Gradient đi xe đây. Đây, công thức này này, DE chia cho D với kép bằng A trừ T nhân cho A nhân cho 1 trừ A nhân cho P. P là thằng đầu vào. Đó, A là actual và T là target. A là actual, A actual. Đấy, còn DE chia DP thì tính cái thằng này để làm gì? Để mình áp vào công thức này này, VK new bằng VK old và VK cũ ấy trừ cho tốc độ học learning rate. Learning rate này mình sẽ tự cho, có thể bằng 0,1, cho chọn nhỏ nhỏ nhá, 0,1 hoặc là 0,01 đấy, nó dương nhá, n này dương này, ng này dương này, và nhân với cái thằng mình tính ở đây đấy, de chia dv này đấy. Chờ. Ví dụ giả sử ở đây là gì, ví dụ giả sử ở bước lan truyền thẳng nhá, đầu tiên là v kép này là mình tự cho đúng không, tức là thằng v kép cũ ấy thì nó sẽ trở thành v kép cũ ấy đấy, v kép cũ thì có thằng v kép cũ rồi, có cái thằng de chia dv kép rồi, có cái thằng này rồi, có cái thằng này rồi thì mình tính được v kép new đấy, tức là gọi là cập nhật tổng số ấy, thì de chia db là và b new đấy, b new bằng bo, cái này cũng tương tự luôn rồi. Thì bước một là lan truyền thẳng, một là truyền thẳng. Bước thứ hai này, bước thứ hai này thì nó sẽ tính ở đây, bước thứ hai này nó sẽ tính lỗi của từng cái neuron ở đây, lỗi của từng cái neuron ở đây theo cái công thức của gradient descent ấy, của từng cái lớp ở đây, từng cái lớp ở đây đấy, và cuối cùng là cập nhật lại đấy. Bản chất là thuật toán nó chỉ thế thôi, nó chỉ tính cập nhật lại tổng số thôi, sau đấy là mình thay vào, mình tính lại cái thằng thằng y này, mình tính lại cái thằng này xem nó đã tiến đến một hay chưa đấy. Và rồi mà tính lỗi ở đây như nào, mình sẽ có công thức này, công thức là mấy cái file này này ở link ở YouTube đấy, nó có hết rồi, còn cái file này không dùng lắm đâu, chỉ có file ôn này, một cái file này này, bởi vì môn này nó không có tài liệu đâu, mà tài liệu bởi vì nó viết khác nhau ấy, mỗi cái nó viết khác nhau nên là hơi khó, nó không có tài liệu đâu. File này đây, mình nhìn nhìn vào cái ví dụ của nó làm nhé. Đây, đầu tiên là lan truyền thẳng này, lan truyền thẳng nó sẽ tính đầu ra ở đây, đầu ra ở đây, đầu ra ở đây đấy, đây không phải là hai đầu ra nhá, đây không phải là hai đầu ra nhá, bởi vì một cái neuron nó chỉ có một đầu ra thôi, và một cái đầu ra ấy nó sẽ đi đến hai cái neuron này đấy, nó sẽ lại trở thành cái đầu vào của cái neuron này, hiểu không? Đấy, còn ở đây nó chỉ có đã một neuron thì sẽ có chỉ có một đầu ra thôi. Đấy, đầu tiên là lan truyền thẳng này thì nó sẽ tính output của thằng neuron này, output của thằng này có phải là bằng f của f này mình thay bằng log sigma ấy, của v một một này nhân cho x một này cộng cho v một một hai này nhân cho x hai này. Ở đây nó không có bias thì đi thi chắc là mình cũng không cần thêm đi áp đâu, làm nhạc rồi. Đây, tính output của thằng net 1 đúng không, tiếp tục này, tính output của thằng net 2 đây, output của thằng net 2 đây thì bằng tổng số nhân cho đầu vào cộng lại với nhau, cộng này này, cộng này này là do cái thằng cục này này, cục tổng này này, còn thằng f ở đằng trước của nó
còn f ở trước của nó chưa thì sẽ là f ở trước của nó thì sẽ là của cái thằng f ở trước của nó thì là sẽ là cái thằng cục này, được chưa? Cái thằng cục này đấy. Rồi và tiếp tục mình sẽ tính cái thằng output của thằng này, output của thằng net 3 đấy, tương tự như thế. Rồi mình tính output của thằng lớp thứ hai, đây là lớp thứ nhất này, bắt đầu lớp thứ hai này, tính output của thằng net 4, rồi output của thằng net 5, và cuối cùng là tính đầu ra cuối cùng là out 6 này, này. Đấy, bằng v kép nhân cho out 4 cộng v kép này nhân cho out 5. Đấy, đấy là truyền thẳng. Bây giờ cập nhật lỗi này thì cập nhật lỗi ok đi sau cập nhật lỗi này thì đầu tiên mình nhớ cái công thức là công thức đây. Đây, công thức này. Ở cái gradient này, theo phương pháp gradient descent này, thì các cảm số được cập nhật bởi cái thằng này không, đúng không? Có phải là thằng này không? Đấy, xem cái công thức này có phải là cái thằng này không? Đây, delta v kép EQ này là bằng cái thằng này này, nguyên cái thằng này. Đó, bằng cái thằng này. Thì đây là nó chứng minh sử dụng quy tắc chuỗi đạo hàm. Thì mình sẽ tính cái thằng DE chia DV kép EQ này bằng gì? Đấy, xây cuối cùng là ra công thức này. Bằng tốc độ học này, nhân cho DI trừ cho out, xem có giống cái thằng này không nhỉ? DI của nó đây là tức là thằng target, thằng đích ấy. Còn out I này tức là thằng actual. Đấy. Đây là T trừ A. Bởi vì có dấu trừ đằng trước cho nên là thành là D trừ là thành là D trừ out tức là T trừ A ấy. Mình viết ngược lại này không sao. Nhân cho F phẩy của net I. Thì F ở đây là cái hàm mình chọn là hàm logic. Thì tạo hàm của nó nhớ luôn là bằng A nhân cho 1 trừ A. A là thằng ách chúa ấy. Thằng A nhớ nhá là thằng ách chúa ấy. Rồi. Ách chúa là cái thằng này này. Đây, thằng này này. Rồi. Và tiếp tục là nhân cho ao của quy. Nhân cho out của Q, tức là cái thằng out Q đây, hơi lằng nhằng, out Q là cái thằng này. Thì xem này, giải thích bây giờ là giải. Chứng minh cái công thức này thì ở video trước có rồi, bây giờ mình gọi là mình nhớ công thức để làm luôn nhé. Nói giải thích đạo hàm các thứ lung tung, có hơi loạn đấy. Đấy, bây giờ mình nhớ công thức luôn này. Dung cứ nói các bước làm thì mình làm luôn luôn. Đấy, tính được rồi. Đừng mở ra. Rồi. Thì nó sẽ tính tín hiệu lỗi của từng cái lớp đúng không? Ví dụ ở lớp đầu ra này thì công thức của nó là đây. Công thức của nó là đây. Ok chưa? Đây là công thức lỗi của tầng đầu ra này. Tức là cái tầng này này. Đây là tầng đầu ra. Đây là tầng đầu ra, cái ô vuông thứ tư này là tầng đầu ra, được chưa? Đây, thì tính lỗi ở đây, nhớ luôn này, công thức của nó là gì? Công thức lỗi của nó ký hiệu là gọi là sigma, gì nhỉ?
T, D, I là T. T trừ A, màu T trừ A. T trừ A nhân cho, nếu mà dùng hàm logic, mình cứ dùng hàm logic thôi, thì ở đây sẽ là A nhân cho 1 trừ A. A nhân cho 1 trừ A. Ok chưa? D trừ A, x trừ A. Ok, đấy. Thì SQ trừ trừ cộng đấy, thì đây là công thức của công thức lỗi của tầng đầu ra, và sau đấy mình sẽ lan truyền ngược, mình sẽ lan truyền ngược lên cái tầng thứ ba. Đấy, đây là tầng thứ tư, tầng ra mình lan lên tầng thứ ba là tầng ẩn. Đấy, sẽ lan truyền như nào, cái lỗi này nó sẽ lan truyền này. Lỗi này sẽ lan truyền cho là bậc 4 đi. Đấy. Sigma của 3 nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là A nhân cho 1 trừ A. A nhân 1 trừ A. Đây, công thức F4 bằng F7 của F4. Thì sẽ bằng là A của 3 cho 1 trừ A3, tức là cái thằng đầu ra của lớp thứ 3 ấy, tức là A31 đây này, chưa, nhân cho 1 trừ A3. Tiếp tục nhân cho gì, nhân cho V-kép 64 nhân cho V-kép 64 nhân cho đây cái lỗi của neuron đầu ra, nó lan truyền ngược bên đây thì nó là lan truyền ngược bên đây đấy, nó lan truyền ngược bên đây, thấy chưa? Và đây công thức của nó là nhân cho sigma là lỗi ấy. Cái thằng này thì tính được đấy, sigma của 4 này, nhân cho với kép, mà đi với nó, với kép mà đi với nó là với kép 1 4, với kép 4 1, chưa, với kép 4 1 đây và với kép 1 4 đây. Từ cái lớp 4 này này nó lan truyền về cái lớp thứ ba, lan về lớp thứ ba đúng không, lan về lớp thứ ba và lớp thứ ba như cái hình này này. Đấy, từ lớp này, từ lớp thứ ba này lan về lớp, từ lớp ba này nó lan về lớp thứ hai của neuron này, và có cái trọng số đi đến là V kép 64 đây này, thì nhân cho sigma của 6 là đây cái lỗi của neuron thứ 6, thì suy ra đây là lỗi thứ đây là lỗi của cái neuron thứ tư, neuron của net 4 này này, đấy ký là sigma 4 này này. Đấy, thì ở đây mình sẽ viết là sigma của 3 tức là lỗi của cái neuron này, này. Đấy, ở đây là có một neuron nhưng mà ở trong này nó có hai neuron, đấy nó có hai neuron thì nó có hai neuron mình sẽ lan truyền ngược về đây. Đấy, lan truyền ngược về đây thì có phải là bằng cái này này, nhân cho cái thằng thằng trọng số này, này. Đấy, rồi nhân cho f phẩy của cái thằng neuron này, đấy, neuron này. Đấy thì đấy là sigma 3 tương tự như thế, thì cái thằng này lại lan truyền ngược về về cái lớp thứ hai qua cái thằng trọng số là v kép 13 này, này. Đấy, cái kép 13 đây thì cái thằng lôi thứ hai bằng gì, một người đọc này, một người đọc không,
A2 đúng rồi, A2 một từ A2 đúng rồi, tiếp người sigma A3 đúng sigma ba không? Sigma 3, đây sigma 3 nhé, đây là sigma 4 này. Chọn A2. n v kép Đúng không? Cái một ba. Đấy. Tương tự như thế thì đây là V2. Đó, và nó lại lan truyền ngược đến đây thành là sigma 1 nhầm, đây là sigma nhá. Sigma 1 nó cũng tương tự như thế, một người đọc tiếp. Thằng gì? A2 này tức là thằng A21 đấy nhá. Bằng A1 nhân cho 1 trừ A1 nhân cho F của 2 nhân cho V kép 1 V kép 1 2 đấy, V kép 1 2 đấy, thì đây là từng cái lối của từng cái lớp này, được chưa? Thì khi mà có lối như này rồi, khi mà nó tính được lối này rồi thì bây giờ đơn giản lắm, bây giờ thì sẽ là cập nhật, bây giờ thì sẽ cập nhật lại cái bây giờ nó sẽ cập nhật lại cái tí slide này ở dưới link YouTube có nhá, mình mở vào mình xem nhá, có không dễ hiểu không, nhìn theo cái mũi tên này đấy, ví dụ neuron này nó có hai cái thằng, à nó sẽ có neuron này, nó sẽ có đây okay. Đây bây giờ mình sẽ cập nhật lại theo công thức này, được chưa? Cập nhật lại theo cái công thức này, ví dụ cập nhật cái thằng đầu tiên, thằng V1 này này thì bằng V phú của nó cộng với tốc độ học mình tự cho nhân sigma 1 mình vừa mới tính nhân cho cái thằng đầu vào theo đối với cái trọng số này, trọng số này nó có đầu vào là x1 đấy, tương tự như thế thằng V này nó đi vào đây thì là lỗi của 1 và nhân với thằng đầu vào tương ứng với trọng số này là x2. Thì bây giờ bài này mình cập nhật lại, bài này mình cập nhật lại, này mình cập nhật lại, ví dụ cập nhật cái thằng đầu tiên là thằng V một một V một một bằng V một một cũ cộng cho tốc độ học nhân cho sigma 1 nhân cho gì, nhân cho gì, đầu vào là gì, sinh Alo. đầu vào là gì, đây là nhân cái gì, Nhân với P1. đúng rồi, nhân với P1 đó. Thì Gọi là đây. đấy, V một một cú là gì đấy nhá, theo cái truyền thẳng này này, theo cái truyền thẳng thì đầu tiên này V một một đây bằng 0,5, tức là thằng đầu tiên về bằng 0,5, tốc độ học mình cho bằng 0,1, cái sigma 1 này mình sẽ tính, tí nữa mình sẽ tính, và P1 bằng 0, ok chưa, P1 bằng 0 rồi, thì lúc đấy mình sẽ tính được V11, mình sẽ cho vào cái ma trận này, cập nhật lại tương tự như thế, V12 tí nữa mình cho vào ma trận này, cho vào ma trận này đấy, khi mà có một cái V mới rồi, mình có một cái bias thì nó cũng cập nhật như thế thôi, bias mình có một cái bias mới rồi thì mình lại quay lại tính lại từ đầu cái thằng này đấy, thì thường thì bài sẽ có hai bước lặp thôi, bài sẽ nó có hai bước lặp thôi đấy, mình sẽ tính lại cái thằng này đấy, tính lại cái thằng này, tức là có V kép mới này, có P V kép mới này, B thì không thay đổi, còn B này mới thay đổi, bias này thay đổi này. Đấy thì mình sẽ tính lại cái thằng này, thì đấy là thuật toán chuyển ngược đấy, đấy là thuật toán chuyển ngược, và mình sẽ trình bày thôi nhá, mình sẽ làm một, mình sẽ tính cái thằng này, mình sẽ tính ví dụ cái thằng này nhá, tính ví dụ cái thằng này, và tí nữa là và tí nữa mọi người sẽ tính những cái còn lại và cập nhật lại trọng số rồi bắt đầu tính lại cái thằng đầu ra xem nó đã gần bằng một hay chưa. Rồi bây giờ nhá, cái lối của cái lớp thứ tư là lớp đầu ra bằng t trừ a nhân cho a nhân cho một trừ a,
thì bây giờ mình sẽ thay vào này. Thay vào, thay luôn. Thay luôn. Bằng. T bằng mấy? T bằng 1. Đây là lớp đầu ra nhá. Nhớ T là của lớp đầu T, à, T là có T là của bằng 1 đây này. Còn A này là A của lớp đầu ra. Là actual này bằng 0.5. Nhân cho A bằng 0.5. Nhân cho 1 trừ A là 1 trừ 0.5. Kết quả bằng mấy? Ai đọc được? Bằng mấy nhỉ? Alo. Bằng mấy? 0.136. Đấy, là thằng đầu tiên, là cái lối của lớp thứ tư này. Bây giờ có sigma 4 rồi. Chuột đầu rồi. Đây. Bây giờ có sigma 4 rồi. Thì mình thay vào đây thôi. Thay vào đây. A3 bằng gì? A3 là thằng A31 đây này. A31 ở truyền thẳng này. A31 đây. Không phải. Truyền thẳng nhá. Thì đầu tiên truyền thẳng này. A31 tính ra sẽ được bằng 0.487. 0.487. Đây là tính A31 nhé, bằng 0.487. 0.487. Thay vào 0.487 nhân cho 1 trừ 0.487 nhân cho F4 là 0.136 và nhân cho W14. W14 theo truyền thẳng là mình cho nó bằng mấy rồi đây? W14 đây. W14 bằng trừ 0.2. Trừ 0.2. Nhân cho trừ 0.2. Kết quả bằng. Mình phải đọc đi. Không phải mấy? 22. À chú không phải 2. Đúng, 12, không phải 2. Sao mình tính ra khác nhỉ? À, từ tính nhầm là nhầm. Chứ không phải 067. 0.00067 âm đúng không? Đứng giờ âm 0.0067 như này đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Số nó có âm. Đấy, âm 0.0067. Rồi thì khi mà có khi mà có mấy cái thằng này rồi. Thì mình sẽ cập nhật tổng số. Ví dụ có thằng lối thứ tư rồi thì mình sẽ cập nhật được cái tổng số là W ở cái đầu của cái lớp đấy là W14 bằng. Giả sử nhá. Thì nó tính tự tính nhá, W14 bằng gì? Bằng W14 cũ. W14 cũ cộng cho n, cộng cho tốc độ học nhân cho cái thằng 4 nhân cho thằng đầu ra đây là gì? Đâu ai biết. Đầu vào của nó là gì? Đầu vào của cái thằng lớp này là gì? A3 hay sao đúng không? Đấy. A3 đúng không? Đúng rồi, A3. Có 1 ở đây nhá, tức là đầu ra thứ nhất
mình bỏ số 1 này cũng được, mà mình viết vào để viết vào để tí ở sau A13. Đó, thì có những cái này có hết rồi. Có hết ở truyền thẳng rồi, mình cho nó hết rồi. Với cái 14 bằng trừ 0,2 này. Đúng không? Tốc độ học cho bằng 0,1 này. Tốc độ học tự cho nhá. Nỗi thứ tư bằng mấy? 0,136 này. Cái đơn giản chưa? Khi mà mình tính ra được hết rồi ấy, thì thay số vào nó dễ cũng vậy. Nhân cho A13 cũng tính được. Đây. Bằng 0,187. Hiểu chưa? 0,187. Đó thì tính ra được cái thằng W14 mới. Đó, có W14 mới. Thì tương tự như thế mình tính được W13 mới theo cái thằng lỗi thứ ba này. W12 mới theo cái lỗi thứ hai này. Và W11, W21, W31 theo cái lỗi thứ nhất này. Sigma1 này. Đó, thì đấy là quyền ngược. Hiểu chưa? Còn ai không hiểu phần nào không? Bây giờ tính nhá, bây giờ tính các phần còn lại nhá. Thì ai làm xong rồi gửi qua Zalo. Tiêu. Đi đây. Trời ơi. Ở đây gì? Okay, mình nói lại nha. Bạn nhớ này. Thì các bước của lan truyền ngược. Thứ nhất này. Đó, thứ nhất là mình sẽ tính lỗi của từng cái neuron ở trong các lớp. Ví dụ ở lớp thứ tư này nó có một neuron thì sigma 4 này là lỗi của neuron thứ tư. Trong trường hợp nó có ở cái lớp đấy nó có hai neuron thì nó sẽ có hai lỗi. Lỗi thứ nhất là của neuron thứ tư, lỗi thứ hai là của neuron thứ năm. Đấy. Và công thức đấy, công thức nó có ở đây. Công thức nó có đây, về mình đọc xem slide nhé. Tại sao công thức ở đây là có hai cái cộng lại với nhau này. Về mình xem nhé. Rồi. Và khi mà tính lỗi của từng neuron của từng lớp rồi thì mình sẽ áp dụng vào đây. Đấy. Áp dụng vào công thức này, trong đó P là đầu vào. Đầu vào của cái thằng nào? Đầu vào của cái lớp đấy. Đầu vào tương ứng với cái trọng số đấy. Nhớ nhá, đầu vào tương ứng với cái trọng số đấy. Ví dụ W11 là nó đi với P1. W14 này. Được chưa? Thấy cái thằng chuột này là W14 này. Thì nó đi với A13. Đó, A13. Đầu vào của nó là A13. Cho. Và bây giờ mình sẽ giải thích cái ký hiệu 13 hay là 14 là gì. Đây. Nhìn này. Đây là lớp thứ nhất đúng không? Đây là lớp thứ nhất. Đó. Đây là lớp thứ nhất thì nó chỉ có hai trọng số, thứ nhất là W thôi, ký hiệu W và ký hiệu B rồi. Đó. Thì đây là lớp thứ nhất này. Thì ký hiệu của nó lớp thứ nhất thì là ở bên trên. Đó. Tức là tổng số của lớp thứ nhất, bias của lớp thứ nhất. Còn cái số 1 ở dưới tức là thứ tự của nó thôi. Tức là tổng số đọc này, tổng số thứ nhất của lớp thứ nhất. Đấy. Tiếp theo tổng số thứ hai của lớp thứ nhất, tổng số thứ ba của lớp thứ nhất. Đó, thấy chưa? Và bias thứ nhất của lớp thứ nhất. Trong trường hợp nó có một bias thì mình có thể bỏ số 1, không mình cứ ghi vào cho nó nhớ. Được. Tiếp tục tương tự như thế. Ở cái lớp thứ hai này. Ở lớp thứ hai thì là hai ở trên đầu. Tức là lớp thứ hai. Và đây nó chỉ có là một cái đầu vào thôi. Cho nên là chỉ có là W12. Tương tự như thế ở lớp thứ ba là W13. Tương tự như thế ở lớp thứ tư là W14. Bias nó cũng tương tự như thế.
Đấy, thế thôi. Thì đấy là ký hiệu của nó. Và bây giờ mình sẽ nói đến cái trường hợp là có hai neuron, ví dụ trong trường hợp là có hai neuron, ví dụ đây là đầu vào P1, đây là đầu vào P2. P1 này nó đi đến neuron thứ nhất và neuron thứ hai, P2 ok. Đấy. Chờ thì ký hiệu như thế nào? Đây là neuron thứ nhất. Cả hai cái cục này. Đấy nhá. Là neuron thứ nhất. Cả hai cái cục này là neuron thứ hai. Đó. Thì bây giờ này, giả sử đây là lớp thứ nhất như cái thằng này. Đây là lớp thứ nhất. Còn tí nữa hai cái đầu ra này nó lại tương tự như thế, ở lớp thứ hai nó có bao nhiêu neuron thì nó sẽ vẽ tiếp. Đây là lớp thứ nhất nha, lớp vào này. Ok. Đấy. Thì bây giờ đây là neuron thứ nhất đúng không? Và lớp thứ nhất là lớp vào. Thì V kép ký hiệu là gì? V kép ở đây này, cái thằng thằng đi thẳng đây này. Đi thẳng đây này. Thì vẫn là thế. Vẫn là lớp thứ nhất thì là ở trên đầu của nó sẽ là 1. Và ký hiệu ở dưới thì nó khác một chút. À, nó sẽ là 1, 1. Tại sao là 1, 1? Cái 1 đầu tiên ấy là của neuron thứ nhất. Tác động lên đầu vào thứ nhất. Hiểu chưa? Thì tương tự như thế cái thằng này là gì? Một người đọc. V kép mấy? 21. Đúng không? V21. Thiếu. Thiếu. V21. Thiếu, thiếu. Alo. Ờ, đeo không biết. 112. Đúng không? Đúng. 121. Thôi, thôi đọc, đọc theo thứ tự ở dưới đến trên nhé. Tức là ở đây nhá. V kép thằng này sẽ là hai này. Trên. Neuron thứ hai này tác động đến đầu vào thứ nhất thì sẽ là 21. Của lớp thứ nhất là 1 ở trên đầu. Đó. Tương tự như thế cái thằng này. Thằng này một người đọc. Thằng này là gì? Một người đọc đi. V kép gì? 112. 12 121. 121. Ok. Đấy. Của neuron thứ nhất tác động lên đầu vào thứ hai thì là 12. Đấy, một đọc cái này trước đến hai và của lớp thứ nhất. Đó, tương tự như thế đây là gì? V kép 22 của lớp thứ nhất. Thì sang cái lớp thứ hai ấy, sang cái lớp thứ hai tương tự như thế. Tương tự như thế mình chỉ thay đổi cái thằng này thôi. Hiểu chưa? Thay đổi cái thằng trên đầu này để biết là à đấy là lớp thứ nhất hay lớp thứ hai. Đó, thì đấy là ký hiệu. Trường sinh hiểu chưa? Lúc sáng hỏi cái này này. Ok, ok. Đấy, còn bây giờ cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cô bảo là gì? Lan truyền ngược 121 đúng không? 121. Đấy là lan truyền ngược ấy. Thì đây là một neuron. Thằng quên một đầu vào. Một đầu vào. Tức là mô hình này sẽ có một đầu vào. Hai neuron. À, ok, ok. Và một đầu ra, nó khác với cái 121 mà mình định nghĩa là một lớp đầu vào, một hai lớp ẩn và một lớp đầu ra đúng không? Một vào hai neuron tức là gì? Có hai neuron này. Mô hình nó sẽ như thế này, hai neuron. Vẽ nhá, nhớ cách vẽ luôn nhá, có hai cục, một là cục tổng, hai là cục F. F này mình cũng ký hiệu là F1. Một tức là của lớp thứ nhất đấy. Đấy. Còn F sang lớp thứ hai là 2. Hoặc là mình ký hiệu của nó luôn là gì? Đây là sigmoid này. Đó. Đầu vào, một đầu vào thôi. Một đầu vào nó sẽ đi đến hai neuron này. Và một đầu ra. Nó có một đầu ra. Có một đầu ra. Một đầu ra. Thì muốn có một đầu ra ấy, thì nếu mà bé như này nó sẽ có hai đầu ra đúng không?
mình sẽ có 2 đô la, cho nên là mình sẽ đưa hai cái thằng này vào một cái draw tiếp. Đó, mình sẽ đưa hai cái thằng này vào một cái draw tiếp. Một cái draw tiếp. Đấy, một cái draw tiếp. Đây là đã ép nhé. Và một cái đô la đây. Đây là mô hình 1, 2, 1. Một đầu vào, hai neuron, một đầu ra. Nhưng mà đối với những cái bài và đề như này ấy, đề nó bảo là như này rồi. Đề nó bảo là vẽ mô hình 121. Đây, đề nó bảo như này rồi. Thì mình phải vẽ như này. Mình vẽ như này luôn. Vẽ như này. Được chưa? Đó. Còn cái 121 của 121 này này, của cái lan trường hợp này, thì mình sẽ dùng ở trong là tích chậm. Chưa? Mình dùng trong tích chậm. Nhớ nhá. Tích chậm, cái đề tích chậm hôm trước ấy. Đó, thì đây là hai cái mà mình đấy. Thì cái này hiểu chưa? Alo. Là sao nhỉ, giúp bây giờ nhá. Ví dụ ấy, họ cho một cái mô hình nhá. Đấy thì thường thường họ bảo là viết một ý A, họ bảo là viết mô hình này, ý B họ bảo là dùng cho thuật toán nào này. Thì mình không biết là mình viết theo mô hình theo lan truyền ngược hay là truyền thẳng. Thì cứ thuật toán nào cũng vẽ theo mô hình theo cái framework này, được chưa? À, cũng như là ví dụ cái câu B nó hỏi theo lan truyền ngược thì mình lại phải viết cho lan truyền ngược. Mà nó hỏi truyền thẳng thì mình phải viết cho truyền thẳng. Không. Mô hình là giống nhau hết. Còn cái tích chậm này thì tức là như nào ấy nhỉ? Đây để tôi gửi cho cái đài mà lúc đấy tôi vẫn chụp này Dũng này. Thì Dũng xem thử cái này nhá. Cái mô hình 121 theo cái đề bài của Facebook được chưa? Ok. Thì nó áp dụng cho truyền thẳng này. Gradient descent này và truyền ngược luôn. Ok. Và truyền ngược. Chưa? Và truyền ngược. Tuy nhiên ấy, khi mà đến với cái bài tích chậm. Còn cái tích chậm. Cái bài tích chậm. Thì nó bảo đề bài của nó bảo là gì nhỉ? Tính cái lối ra sử dụng thuật toán lan truyền ngược. Đấy, sử dụng thuật toán lan truyền ngược. Thì mình sẽ dùng cái thằng này. Đấy, mình sử dụng thằng này. Thằng này tí nữa nói sau. Mình cứ làm theo, cứ làm theo cái cứ làm theo cái word, đừng có để ý bên đấy cái này. Được chưa? Ok. Không đúng rồi. Theo cái vở mà tôi ghi trên lớp ấy thì có một chú ý là nếu mà sử dụng lan truyền ngược ấy thì cấu trúc của 21 có nghĩa là một neuron đầu vào, hai neuron lớp ẩn với lại một neuron đầu ra, đúng không? Còn tại vì lúc đầu cũng bảo là cái lan truyền ngược thì nó lại giống kiểu cái truyền thẳng thì nó lại khác, là ví dụ 121 đi thì nó sẽ là một lớp đầu vào, hai lớp ẩn với một lớp đầu ra, hai cái đấy lại khác nhau. Tại vì lúc đấy tôi vừa thấy bạn ghi là 121 thì lại là truyền thẳng GD thì ok rồi, nhưng mà lại chung với lại thằng truyền ngược này là sao nhỉ? Cái đó chung là gì nhỉ? Đấy nha, nhìn cái đề bài này nhỉ? Đọc cái đề bài này. Thiết kế mô hình mạng neuron theo cấu trúc 121. Tức là mình không phải là mình đi từ cái thằng 3 này mình thiết kế đến cái mô hình này đâu. Mình sẽ thiết kế mô hình này là một cái mô hình chung. Chưa? Đây là một cái mô hình chung. 121. Đây là một cái mô hình chung. 121 tức là gì? Một lớp đầu vào, hai lớp ẩn, một lớp đầu ra. Được chưa? Đây là một lớp đầu vào, hai lớp ẩn và một lớp đầu ra. Thì mình cứ huấn luyện thuật toán này bằng thuật toán truyền ngược như bình thường. Như cái bài như lúc này mới hướng dẫn ấy, mình cứ huấn luyện nó như bình thường như thế. Còn đối với cô ấy, cô là làm theo gọi là gì nhỉ, cô là làm theo một cái dạng khác,
cái giảng đây là gọi là cái mô hình, cái mô hình multi multi gì nhỉ, MLP, MLP gì gì đấy, không biết là như nào, nói chung là mô hình MLP gì đấy. Còn đối với cái bài giảng là chung như này này thì cái mô hình này là mô hình chung, được chưa? Còn tùy theo bài toán riêng, nếu mà đề nó ra nó khác thì mình phải chấp nhận thôi. Để chấp nhận là theo cách của cô, nói chung là bây giờ mình học làm sao học hết được, còn có mấy ngày nữa thi mà, mình học phải học như này thôi, mình chấp nhận thôi. Nhưng mà ra đề khác thì cũng phải tùy cơ, mình biết. Được chưa? Vậy thì chốt lại là cái mô hình dung tích trong quất ấy, thì áp dụng cho cả ba cái truyền thẳng, gradient với truyền ngược. Rồi, ok. Còn lại nó chỉ khác một cái là huấn luyện theo thuật toán nào thôi đúng không? Ừ, đấy. Ok. Rồi, bây giờ để... phần này tính xong chưa hay là ngồi chơi đây? À, Tùng tính xong chưa? Để đi vào đây. Alo. Tôi tính xong rồi, tôi gửi đấy. À, gửi đã. Ok, thank you. Quên bật Zalo. Đúng rồi, vậy có phải là kể cả là truyền ngược thì mình đều áp dụng là một ví dụ 1 2 1 thì là cái số 2 đều là số lớp ẩn đấy đúng không? Như kiểu cái kia, như kiểu truyền thẳng với GD đúng không? Không làm giống như kiểu của cô đúng không hay sao? Đúng không? Ok. Đây, bây giờ mình xem bài của Tùng nhá. Đây, nhìn này. B kép một, đây đầu tiên này. Từ đây. S4 bằng 0.136, S3 bằng trừ 0.0067, S2 bằng 1, S2 bằng trừ 6.53 nhân 11 trừ 4, S1 bằng mấy đấy? Trừ 1.489 gì đấy đấy. Bây giờ cập nhật lại tổng số này. W14 new này. Đấy, đúng rồi, W13 này. A12, ok. W12. W12. 12 A11, ok. W11, ok. W21, ok. W31, ok. Đấy, có các W rồi. Bây giờ mình lại quay về cái bước truyền thẳng. Đấy, mình lại cho vào một cái mặt trận, mình tính là cái bước truyền thẳng, được chưa? Đấy, cho mình cho vào một cái mặt trận, mình tính truyền thẳng để tính cái đầu ra y, tính cái đầu ra y. Thì thằng y ấy, nó sẽ tăng lên. Và sau, gọi là sau nhiều lần phức lập thì y nó sẽ sắp xỉ vào 1. Đấy, đấy là truyền ngược. Còn ai hỏi gì không thì mình qua tích chậm. Dũng ơi, mình cập nhật số lỗi này với lại mình cập nhật số lỗi với lại trọng số này, xong rồi mình tính cái đầu ra nữa, xong rồi mình tính đầu ra thứ hai. Đúng rồi. Tức là này, tức là mình sẽ tính số lỗi đúng không? Đấy, ừ. Đúng rồi. Sau đây mình sẽ tính trọng số mới. Tính được trọng số mới, đã có từng cái trọng số này rồi. Có từng cái trọng số này thì mình lại tính lại cái thằng y này. Tính lại cái thằng y này. Thì muốn tính được cái thằng y này thì mình lại truyền thẳng thôi. Tính A11, A12, A13 và cuối cùng thì thằng y. Được chưa? Ok. Ờ. Thì thuật toán nào cũng thế mà. Khi mà cập nhật được tổng số rồi mình cứ truyền thẳng để tính cái thằng y này. Ra được một cái actual. Xem nó đã bằng gần với cái thằng target hay chưa. Đó. Thì cốt lõi của ba cái thuật toán là như thế. Là mình tính cập nhật tổng số. Rồi.
tích tập này, đề bài đây. Đề bài là hai cái câu này nhá. Hai cái câu này. Đấy, nhìn thấy chưa? Bằng lan truyền ngược này, lan truyền ngược này. Thì cái file làm mẫu mà mình làm theo cách của cô mà ở trong Zalo, nhóm Zalo ấy có ấy. Ok, trong nhóm Zalo bài của Hải. Làm theo cách của cô là theo cách đấy nhá. Bây giờ mình làm cái bài này này. Chưa? Vẽ mô hình neuron tích chập theo cấu trúc. Vẽ mô hình neuron tích chập theo cấu trúc 121. Xác định ma trận lớp FC. Xác định ma trận FC. Đầu ra lớp softmax. Ok. Đấy. Thì với cái bài này cho là gì nhỉ? N bằng 9, S bằng 2 và S bằng 2. Thì cái bài này này, bài này có lời giải nha, giải luôn nha. Đây lời giải, đây là đề nhá. N bằng 9, tức là cái ma trận đầu vào nó sẽ là 9 x 9, S bằng 2 và S bằng 2. Đó, 2 phần 2. Đây. Đây. Đó. Ma trận 1 2 1 tức là gì? 1 2 1. Tức là như này. Có một cái ma trận, hiểu nôm na nhé. Là một cái ma trận đầu vào này, hai cái lớp có convert 1 và pooling 1 này. Đấy, 1 này. Đây, nhìn nhá, nhìn này có phải đúng là 1 2 1 không? Đây là 1 này, đây là 1 này, đây là 2 này, và 1 đầu ra này. Đấy, đây là 1 ma trận 1 2 1. Và mình sẽ chọn những cái thằng S này. Đấy, làm sao mà nó chập lại nó nhỏ dần để được ma trận 1 2 1 như này. Ok. Và giả sử bắt đầu tiên nhá, là nó cho là gì nhỉ? Cho là gì? N bằng 9 đúng không? Thì ma trận đầu vào là 9 x 9. Ma trận 9 x 9 này. Đấy, đây là ma trận 9 x 9 này. Không phải là tí nữa làm sao nhé. Còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, đây là ma trận 9 x 9. Mình tự cho số vào. Đấy, mình tự cho số vào. Bây giờ là gì? F bằng 2 và S bằng 2. Tức là gì? Tức là mình sẽ chập, gọi là nhân chập lại với một F này. F này tức là ma trận 2 x 2. Đó. F là ma trận 2 x 2. Và S tức là cái trượt, gọi là trượt gì đấy? Đúng không nhỉ? Là Tùng nhỉ? S là cái độ trượt đúng không? Đấy, trượt là như nào? Ví dụ nó nhân với ma trận 2 x 2 nhá. Đấy, 2 x 2. Thì nói chung là tích chập mình lên mạng mình tra ấy. Mình lên mạng tra là mình sẽ hiểu là nó nhân như nào. Mình nhìn cái hành động này này. Đây.
đấy đấy nhỏ nhân lên này đây nó dịch dịch này đấy nó dịch 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 thì đây nhá ví dụ nó trượt hai đúng không nó trượt hai ô hoặc là hai hàng trượt hai tức là trượt hai đơn vị ấy. Ví dụ này nhìn nhá đầu tiên ấy để nói luôn này tích chập tức là gì nó sẽ nhân hai cái ma trận cùng kích thước lại với nhau ví dụ đây là ma trận 22 thì nó sẽ lấy một cái ma trận 22 ở trong cái này nhân với cái thằng này nhân với thằng này thì nhân cái thằng này thì nó sẽ như nào lấy thằng này nhân với từng phần tử đấy phần tử cùng cùng chỉ số nhân lại với nhau nhân sau cộng lại với nhau tức là thằng này nhân với thằng này cộng với đây cộng với thằng này nhân thằng này cộng với thằng này nhân thằng này hiểu chưa ví dụ ở đây nó sẽ lấy đầu tiên này lấy từ trái sang phải từ trên xuống dưới trái sang phải tức là đầu tiên lấy cái này đầu tiên 22 này ok 22 đúng không 22 nhân với thằng này thì có phải là ma trận 00001 0001 nhân cho đây 0001 luôn 0001 nhân lại với nhau 0 nhân 0 bằng 0 cộng cho 0 cộng cho 0 cộng cho 1 thì thằng giá trị đầu tiên hoặc 1 ok 01 chờ tiếp tục là dịch 2 tức là cái ma trận này dịch phải 2 dịch phải 2 thì nếu số hàng thì mình cũng dịch dịch xuống 2 dịch nhá bây giờ dịch này nó sẽ dịch này dịch sang đây là một đơn vị này dịch sang đây là hai đơn vị này đó thì nó sẽ lấy cái ma trận thứ hai là ma trận này ok chưa hiểu chưa đấy đây là ma trận thứ hai này tôi vẽ cái màu khác nhìn nó sẽ đây là dịch một này đấy nếu mà dịch một đấy thì nó sẽ lấy cái ma trận này hiểu không xóa đi vẽ lại đi. Đây ví dụ lấy cái ma trận này đầu tiên nhá ma trận 2 nhân 2 chờ bây giờ mình tưởng tượng nhá mình tưởng tượng này mình tưởng tượng thì nó sẽ trượt 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 cái cả cái thằng này này cả cái thằng khung này không phải thằng số nhá cái khung này này nó sẽ dịch đầu tiên này dịch một đơn vị thì có phải là như này không có phải là thằng thằng này không đúng không thì bây giờ cái khúc này nó di sang đây rồi bây giờ dịch hai thì có phải là cái thằng này không hãy chồng lên luôn nhé dịch hai có phải thằng này không dịch hai là nó đi sang đây là đi sang đây một rồi này, sau đấy đi sang đây hai này, thì cái khung máy nó đi sang đây rồi, cho nên ma trận thứ hai mình sẽ lấy thằng này, hiểu chưa? Còn nếu mà s, nếu mà còn nếu ở đây ấy, mà s bằng một tức là mình chỉ cái khung này nó chỉ trượt sang đây một cái thôi, tức là mình sẽ lấy cái ma trận này, chưa? Đây ma trận này còn trượt hai thì mình sẽ lấy cái ma trận này tức là 0011 bây giờ tương tự như thế 0011 hiểu về tích chập chưa nhân cho thằng này 0 nhân 0 bằng 0 cộng cho 0 cộng cho 0 cộng cho 1 bằng 1 ta cái thằng giá trị thứ hai tương tự như thế tương tự như thế trượt hai thì giờ sẽ lấy ma trận này tiếp tục ma trận này đến đây nó chỉ còn có một cái thôi nó không trượt được nữa cho nên mình phải thêm các số không đằng sau hoặc là tí nữa mình trượt xuống dưới đây cũng mình cũng phải thêm các số không đằng sau đấy để mình có thể lấy cái ma trận 22 ở đây
thì S mới có thể bằng 2. Đó cho nên là 9 nhân 9 mà chập với 2 nhân 2 thì ra là ra 5 nhân 5. Bởi vì đây một giá trị, hai giá trị, ba giá trị, bốn giá trị, năm giá trị, không phải là mặt trận 5 nhân 5 không? Đó. 5 nhân 5. Tiếp theo, hiểu chưa? Đến cái phần này hiểu chưa? Tên là... Đấy, đây là hàm convert. Đấy, đây là cái cục convert đấy. Sau cục convert đấy. Đấy. Sau convert thì nó sẽ ra 5 x 5. Tiếp theo nó sẽ qua cái cục pooling này. Đấy, nó sẽ qua một cái cục pooling. Thì pooling là gì? Max pooling là gì? Tức là max pooling là mình sẽ chọn cái giá trị, mình sẽ chọn cái giá trị lớn nhất, mình sẽ chọn cái giá vẫn là S bằng 2 và S bằng 2, tức là mình sẽ vẫn là lấy cái ma trận 2 nhân 2, được chưa? Mình sẽ vẫn là lấy cái ma trận 2 nhân 2 và trượt sang 2. Đó, tuy nhiên ở đây nó sẽ không nhân lại mà nó sẽ chọn cái giá trị lớn nhất, chọn cái phần tử lớn nhất của cái ma trận đấy. Ví dụ ở đây nhá, đầu tiên mình sẽ lấy ma trận này đúng không? Ma trận 2 nhân 2. Lấy cái ma trận này đầu tiên đúng không? Thì cái thằng này số 1 là lớn nhất cho nên ở đây bằng 1. Ok chưa? Tiếp tục trượt sang 2 thì lấy cái ma trận này. Ở đây 1 vẫn là lớn nhất. Tiếp tục trượt sang 2, ở đây chỉ còn 1 ô, mình phải thêm số 0. Mà số 0 là lớn nhất mình cho vào đây. Đó, hiểu chưa? Số 0 là lớn nhất của ma trận này. Tương tự như thế trượt xuống dưới. Ở ma trận này trượt xuống dưới 2 thì lại cái ma trận này. Số 1 vẫn là lớn nhất. Tiếp tục trượt xuống đây phải thêm số 0 vào đây. 0 là lớn nhất. Và từ cái thằng này, và từ cái thằng này trượt sang ngang 2. 1 vẫn là lớn nhất, trượt sang đây, 0 lớn nhất. Trượt đấy được ma trận 3 nhân 3. Chưa? 3 nhân 3. Và tiếp theo 3 nhân 3. Đến đây là được 3 x 3 rồi đúng không? Sau đây nó lại vào một cái cục convert nữa, tức là mình sẽ nhân. Đấy, bây giờ mình sẽ nhân này, nhân tích chập. Và nhân chập với F bằng 2, tức là nhân với một ma trận 2 x 2 và trượt vẫn là trượt sang 2. Đó, trượt sang 2. Trượt sang 2. Đấy, ma trận 3 x 3 này mà trượt sang 2 thì sẽ được một ma trận 2 x 2. Sẽ được một sẽ trượt thì sẽ được một ma trận 2 nhân 2 và tiếp tục tương tự là mình sẽ dùng cái hàm max pooling này. Đấy, hàm max pooling. Hàm max pooling và gì nhỉ? Max pooling. Max pooling S bằng 2, S bằng 2. Tức là mình sẽ vẫn chọn ma trận 2 nhân 2 cái thằng nào lớn nhất của thằng này luôn. Đây là 2 nhân 2 thì chọn thằng lớn nhất bằng 4. Được ma trận 1 nhân 1. Chưa? Khi mà chọn được cái đấy, khi mà tính được 1 x 1 rồi thì nó sẽ đi qua hàm max hàm relu, hàm relu này này. Qua hàm relu thì hàm relu này này mình ghi luôn. Hàm relu là một cái hàm kích hoạt ấy, mình đấy mà mình ghi lúc ban đầu ấy, relu thì sẽ bằng max của 0 và x. Đấy, 0 và x. X ở đây là cái ma trận 1 x 1 này này. Đó, ma trận 1 x 1 này. Thì ở đây mình tính được, ở đây mình tính được là 4 thì sẽ tính là max của 0 và 4 thì suy ra là cái y này này bằng 4. Đấy, được chưa? Và xác định ma trận lớp FC tức là 5533221 đây này. Đấy, 5533211 này là ma trận lớp FC. Và lớp đầu ra là tính bằng 4 đấy. Đấy, tích chập thì chỉ có thế thôi. Được chưa? Mà chú ý này, một cái chú ý nữa là F bằng 2 này là mình phải tự chọn để làm sao để mình nhập nhá. Bây giờ nó cho một ma trận 9 x 9 đúng không? 9 x 9. Và đầu tiên nó cho là F bằng 2 rồi. Đúng không? Thì mình sẽ tính được cái thằng ma trận ra đây là mấy. Đầu tiên là mình sẽ tính được này. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 hàng,
tiếp tục trượt xuống, tức là sẽ ra được ma trận 5x5. Đó, bây giờ 5x5 này mình phải căn làm sao ấy để có là có ma, bởi vì mô hình 1 2 1 mà, đúng không? 1 2 1 thì ở đây mình không thể là ép bằng, mình không thể là ép bằng 3 được, ép bằng 3 và ép bằng 2 được, bởi vì khi mà nhân ấy thì cái này sẽ giảm xuống. Ví dụ đây là 2 x 2, 1 x 1, 1 x 1 thì tí nữa đây nó lại 1 x 1 tiếp thì nó sẽ không ấy. Làm sao để ra đây là 1 x 1 là được, được chưa? Cái chập này mình có thể lên mạng mình tra nhé để hiểu về cái này. Đó thì đây là các bạn. Cho tôi hỏi cái này mới được. Ừ. Ok, không cái chỗ cái trang 6 ấy. Đấy, vẫn ở cái bài làm đấy, trang 6. Ơi trang 6 nè. Trang 6. Đây. Đấy nhá. Cái chỗ 3x3 đúng không? Ừ. 3x3 nhá, nếu mà mình trượt 2 đúng không? Ừ. Mình trượt 2 sang ấy thì làm sao mà nó lại ra bằng 2x2 được, vì nó mới 3x3 thì nó phải thêm một cái lớp padding nữa đúng không? Thêm 0 vào đây đúng không? Ừ. Đúng rồi, đây phải thêm 0 vào chứ. Thì mình có phải viết không? Có phải viết vào không? Có, đây ta viết thiếu. Ừ. Rồi. Được chưa? Ok, thế cho tôi hỏi lỗi bác nữa là nếu mà 9 x 9 nhá thì cái filter ấy, một là filter là filter là 2 nhá. Vì hệ số trượt là 1 thì cái ma trận convert 1 thì nó ra và là ma trận bao nhiêu nhân bao nhiêu. À, ok, được. Câu hỏi này hay. Cứ hỏi nhiều vào, hỏi nhiều thì mới biết được, không thôi là chịu đấy. 9 x 9 mà S bằng 1 trượt 1 đúng không? S bằng 2, S filter bằng 2, S bằng 1 đúng không? Nhập luôn nhá. Filter bằng 2 thì là ma trận 2 x 2 đầu tiên này. Trượt 1 đúng không? Thì đầu tiên này, đây là ma trận thứ nhất, được phần tử thứ nhất này. Là mình cứ coi là cái thằng này là một phần tử được chưa? Thì đây là 2 này. Đây là 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này, 8 này, 8, 8 x 8, hiểu không? Ok. Đây, thằng này trừ xong 1 thì là được cái ma trận này này. Tiếp tục ma trận này là trừ xong 1, thì sang đây. Trừ xong 1 này sang đây, đó, thì ra 8 x 8, hiểu chưa? Ok. Đấy, còn ai hỏi gì, hỏi nhiều vào không thôi là... Dũng ơi, bạn quay lại cái bài mấy cái mô hình nhá, mấy cái mô hình ô vuông lúc nãy nhá. Sau cái pooling tôi thấy có một cái ô với lại số 0 ấy, cái đấy nghĩa là gì? Sau cái mắc pooling 2 ấy, nó 1-1 rồi nhá, xong rồi nó lại đến một cái ô vuông 0 nữa. Đấy, xong rồi mới đến cái Zelu kia thì hiểu rồi, nhưng mà sao lại có cái trung gian này có cái hình ô vuông dài dài đâu? Ô vuông này Tùng giải thích đi Tùng. Tùng ô à? Tính một cái lan truyền ngược lại nữa. Đấy, nghe chưa? Truyền ngược lại là sao? Ý là khi mà bạn làm ấy thì cái tính gì này bạn tính một cái lan truyền ngược, khi mà tính xong hết cái ở trên nó chỉ là tích chập thôi, mà khi làm xong tích chập thì bạn phải làm một cái thuật toán lan truyền ngược để bạn tính các lỗi hay là tính cái gì đấy mới ra được y. Nhưng mà ở đây là bạn đã cho hết các số rồi, bạn tính vào đây là ra 1-1 rồi, thì ở đây nó reo luôn có cái mắc cây già thì nó ra như vậy. Còn khi mà bạn tính mỗi, bạn phải tính hàm lỗi hay là cái gì đấy thì bạn phải dùng lan truyền ngược nữa. Tôi tưởng tích chập thì tính ra đến y là xong, lại phải lan truyền ngược nữa. Thì về sau bạn nếu mà một bài vẫn phải tính kiểu là tính hàm lỗi hay là tính cái gì mà cô cho đấy vẫn phải dùng lan truyền ngược mà. Tôi tưởng cái tích chậm này chỉ cần tính ra cái F max thôi, cái FC thôi, thế là soft max thôi chứ. Tùy đề bài người ta sẽ hỏi mình. Thế hả? Thế này. Nhưng mà nếu mà tính vào kiểu lan truyền ngược kia ấy, nó lại lâu lắm.
nên là thường là đề người ta chỉ cần cho đến cái chỗ xoát mắt này là hết rồi. Để đúng hôm cô cho kiểm tra ấy. Cho kiểm tra bạn nhìn lên đề 4 đề 5 chưa? Nhưng mà đợt buổi chiều hôm đấy bọn tôi kiểm tra cô không cho hai bài đấy. Đây thì đây, đây. Đấy nên đề sẽ vào cái câu đề 1 đề 2 đề 3 chứ đề 4 5 buổi sáng thì nó sẽ khó hơn. Làm lâu nên nó sẽ không vào. Nhưng mà nói chung là vẫn phải viết một cái hình vuông với cái số kia ấy vào đấy nhá. Để vẫn phải viết cái vuông và số 0 kia. Ừ, không nó bị thiếu. Giải thích nha. Ma trận tích tập này tức là gì? Ví dụ một cái ảnh ấy thì thường là có rất là nhiều pixel đúng không? Ví dụ là 2000 nhân cho 3000 pixel đúng không? Đó thì nó sẽ sinh ra cái tích tập này để giảm giảm cái thằng ma trận này xuống. Đấy, được chưa? Khi mà giảm cái ma trận này xuống, nó xuống còn 1:1 thôi này. Được chưa? Số 1:1 tức là cái thằng đầu vào ấy, thằng đầu vào của cái mạng neuron của mình tính ấy, được chưa? Neuron của mình tính thì mình sẽ đưa vào một cái mô hình mạng neuron, được chưa? Và huấn luyện nó được cái thằng y, đấy, được thằng y này mình sẽ so sánh với cái thằng target, được chưa? Ví dụ có một cái ảnh quả táo đi. Cái quả táo ở đây có rất là hàng trăm hàng triệu pixel, thì hàng trăm hàng triệu pixel này nó sẽ đưa vào một cái mô hình mạng neuron tích tập đó, mạng neuron tích tập thì nó sẽ giảm cái số pixel để xuống. Thế theo tao hiểu nha, tao không biết đúng hay sai đâu, nên nói cho dễ nhớ thôi. Đó, được chưa? Nó sẽ giảm cái số pixel để xuống, ví dụ còn 1:1 đi, chưa? Xuống còn 1:1 đi. Thì 1:1 đấy là cái thằng ma trận đầu vào ấy, biết không? Ma trận đầu vào ấy, không phải cái thằng này không? Nhìn vào cái thằng tuyệt thẳng này. Đây. Nó chính là cái P đúng không? P đây. Okay. Được chưa? Ví dụ mình huấn luyện nó. Đây, ví dụ đến cái đây là ma trận 3:1 đi. Thì có phải là trở về cái bài toán tuyệt thẳng của mình đúng không? Đó. Ví dụ nó được một cái ma trận là 3:1 đi. Ma trận là 3:1 đi. Thì có 3 đầu vào. 3 đầu vào. 3 đầu vào thì tương ứng với 3 với kép đấy. Đấy, đấy, đấy. Rồi nó cho vào mô hình mạng neuron gì gì đấy. Đấy, mô hình mạng neuron gì gì đấy. Nó tính được cái thằng Y là thằng actual này này. Ví dụ giả sử bằng 0.45 đi. 0.45. Ok. 0.45 thì target của mình, mục tiêu của mình là bằng 1. Để làm gì? 1 tức là nhận diện được đây là quả táo. Đó. Mình sẽ cài đặt là target mà bằng 1 thì sẽ là quả táo. Đấy, mình cài đặt là target bằng 1 thì sẽ là quả táo. Nhưng mà y ở đây thực tế của nó chỉ bằng 0.45 thôi. Cho nên là mình sinh ra cái thuật toán là để là mình cập nhật cái thằng V-kép này với cả thằng B có hoặc là không, để mình làm thay đổi cái thằng y này và tiến đến gần bằng 1. Đấy, thì khi mà V-kép thay đổi rồi đến một cái trọng số nào đấy, đó, đến một cái trọng số nào đấy, thì mình tìm, quan trọng là tìm được cái thằng V-kép này bằng bao nhiêu để cái thằng y này, thằng y đầu ra này nó tiến đến thằng target, thì đấy gọi là huấn luyện mạng, hiểu chưa? Hả? Hiểu. Đó, thế thôi. Đấy, thế là xong môn này. Còn ai không hiểu phần nào không? Đúng rồi, Dung có thể viết lại cái chỗ mà cái chỗ trước cái gel lấy là cái gì mà Hiếu vừa hỏi ấy. Trước cái gì nhỉ? Trước cái gel lưu ấy. Đấy, cái số 0 nhỉ. Đấy thì cái đầu ra 1:1 đúng không? Nó là một số nhá. Xong rồi vào cái đấy này. Xong rồi vào cái hàm truyền gen lưu ấy thì mình Dũng viết cái gì ấy để ra cái đầu ra y, suy ra y bằng bao nhiêu ấy. Ok. Không hiểu nhá, nếu mà không ấy nói tính chuyển ngược gì ấy, thì mình mặc định cho các thứ cái trọng số thứ bằng 1 hết đúng không? Thì sau khi ra khỏi cái huấn luyện mạng neuron đấy thì nó vẫn là bằng cái đầu vào. Ừ. Đúng không? Tức là như này, tức là ở đây mình không cần là mình cho thẳng qua luôn đấy, không cần
gọi là neuron chưa? Đấy, thì đây là ReLU đúng không? Đây nhá, mình sẽ trình bày thêm một cái nữa là y bằng ReLU. Của x. Chúng ta viết một lần nhìn hơi rõ. Không rõ. Hơi rõ thì rõ chưa? Có một đèn rồi. Nhưng sao nhìn hơi rõ quá. Đi vào. Đấy. Value không biết là y bằng đây nha, y bằng max của 0,4 không bằng 4 đấy bằng 4. Đến đoạn này suy ra đây biết như này luôn, ok chưa? Ok, nếu mà vậy thì mình xong cái bài 1, 2, 3 của cái file tôi, cái đề mà tôi gửi cho Dũng rồi đúng không? Dũng xem thử Zalo không ạ? Đúng rồi. Đấy, bài xong rồi. Đấy, rồi, hỏi tiếp đi, câu hỏi nhập vào. Cái F max chính là cái Y đúng không? À nhập cái FC ấy, đúng không? Hả? Nó bảo là xác định ma trận lớp FC, thì cái FC đấy có phải là cái Y kết quả ra không? Ma trận lớp FC là cái thằng này đấy, cái thằng đây. Ma trận lớp FC là 5533221 đây này. À, ơ vậy thì nếu mà đầu bài nó chỉ yêu cầu như cái kia thì mình đâu cần phải tính y đâu đúng không? Có chứ. Đề bài nó bảo tính bắt đầu ra sốt mắc kia kìa. À. Sốt mắc. Sốp mắc là bằng giá trị của cái kết quả đấy nếu mà nó lớn hơn 1 đúng không? Còn nếu nhỏ hơn 1 là bằng 0 nhỉ? Đúng không? Cái hàm sốp mắc này. Sốp mắc ạ. Ừ. Ừ. À không. Sốp mắc là cái hàm mắc của 0 và cái giá trị đầu vào. À, ok. Rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Thế là xong rồi đấy. Dũng này, theo Dũng thì nó có vào câu 4, câu 5 không? Tôi không dám nói trước rồi. Dũng ra đề à. Đâu. Tại vì nhá, như kiểu cái câu 4, câu 5 đến cao buổi chiều không cho nữa. Cô chỉ cho ấy đâu. Ừ. Cho ca buổi sáng cô cho thí nghiệm à? Chắc thế, tôi không biết nhưng mà tại vì hay là cô thấy mọi người giảm khó khăn.